Ở đây con rắn nước nó bắt được con cá rô phi rất là to nè các bạn. Con cá to như vậy để mà nuốt được chắc cũng rất là khó. Nhiều khi nuốt xong con cá này, bữa nay là bữa ăn cuối cùng của con rắn này không chừng. Cái vây trên lưng con cá rô phi nó có rất là nhiều cái ngạnh nhọn, nuốt xuôi vào thì được chứ nhả ra thì rất là khó. Sau một cú giãy mạnh con cá đã thoát rồi các bạn, cũng may mắn cho con rắn rồi đó. Đây là con rắn lục xanh nè các bạn. Loài rắn này cũng có đuôi màu đỏ, có người thì gọi là rắn lục tre. Đây cũng là loài rắn độc có nhiều ở nước ta, nhưng nó không phổ biến bằng con rắn lục đuôi đỏ. Nọc độc của loài này cũng gây độc máu. Còn đây là con rắn lục Sumatra nè các bạn. Cái loài rắn độc này nó có kích thước khá là lớn. Nó được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở Indo, Malay và Thái Lan. Chứ ở Việt Nam thì chưa thấy cái loài rắn này. Đã có vài trường hợp tử vong do vết cắn của loài rắn này gây ra. Cũng là gây độc máu, nhưng mà cái loài rắn này nó sẽ nguy hiểm hơn những con rắn lục xanh khác. Vì kích thước nó lớn nên mỗi cú cắn nó sẽ tiêm một cái lượng nọc độc lớn hơn. Còn đây là hình ảnh cận cảnh rắn lục Sumatra nè các bạn. Các bạn xem rồi sau này mà đi du lịch đó, thì các bạn nhìn là các bạn sẽ biết được con rắn này là loài rắn gì, có độc hay không. Cũng rất là hay đó các bạn. Bên đây có con cá đang bơi nè các bạn. Trên thế giới thì không có nhiều cái loài rắn mà có màu sắc sặc sỡ như con rắn san hô xanh này đâu các bạn. Loài rắn độc này nó có sự kết hợp tuyệt đẹp giữa màu đỏ, xanh đen và xanh lam. Rắn san hô xanh này nó sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á như miền Nam Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei và Indo. Rắn san hô xanh là một cái loài rắn có tuyến nọc độc dài nhất so với bất kỳ cái loài rắn nào trên thế giới. Tuyến nọc độc của nó kéo dài tới 1/4 cơ thể. Trong nọc độc của loài rắn này nó có một cái loại độc tố có tên là caliotoxin. Cũng có vài trường hợp tử vong bị cái loài rắn này cắn được ghi nhận. Hiện nay thì chưa có thuốc kháng nọc độc của loài rắn này, nên nó vẫn được coi là cái loài rắn cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù biết là nó rất là độc, nhưng mà phải công nhận là nhìn màu sắc của nó cực kỳ đẹp. Nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn trên video nữa đó các bạn. Còn đây là rắn lục núi này các bạn. Cái loài rắn có nọc độc mạnh này thì quá quen với những bạn mà hay xem kênh của mình rồi. Chắc các bạn nhìn thoáng qua là đã nhận ra rắn độc này rồi. Cái loài rắn lục núi này nó có kích thước khá là ngắn, chưa tới 1 mét nữa. Nọc độc của nó gây độc máu, nó có chứa độc tố gây xuất huyết và gây đông máu. Ở Thái Lan đã có trường hợp tử vong được ghi nhận do cái loài rắn độc này cắn này các bạn.
Còn đây cũng là một loài rắn lục xanh đuôi đỏ nữa này các bạn. Con rắn này nhìn rất giống với con rắn lục đuôi đỏ, nhưng mắt nó có màu mận chính. Mắt con rắn lục đuôi đỏ thì nó có màu vàng. Đây cũng là một loài rắn độc. Loài rắn này cũng sống ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Ở trên cái nhánh cây này có con rắn leo cây nè các bạn. Cái loài rắn này thì nó không có độc. Nó chủ yếu là săn bắt thằn lằn và ếch cây làm thức ăn. Ở nước ta trong những khu rừng thì loài rắn này cũng khá là nhiều. Phía trong cái đám cỏ dại này nhúc nhích nè các bạn. Đây nè, có một cái đuôi con rắn rất là to luôn nè các bạn. Nhưng mà nhìn cái đuôi này các bạn đoán được con rắn gì chưa? Rắn hổ chúa đó các bạn. Wow. Con rắn hổ chúa này đang lột da các bạn. Đây để mình quay cận cảnh là cho các bạn xem cái da của nó còn đang chưa. Cái da của nó còn lột chưa hết nè. Nó đang còn chốc chốc đó các bạn. Còn đây là một loài rắn chuột nè các bạn. Ở nước ta thì cũng có loài rắn này. Loài rắn này thì nó thích sống trong những hang đá các bạn. Thức ăn chủ yếu của nó là chuột thôi. Đây là con rắn hổ đất nâu nè các bạn. Cái loài rắn này thì ban đêm nó nằm trên những cái cành cây kiểu như vậy, nó rất là hiền. Còn ban ngày thì nó khá là hung dữ á. Loài rắn này thì nó cũng không có nọc độc. Loài rắn này nó cũng có mấy màu sắc khác nhau. Cái màu vàng thì nhìn nó đẹp nhất.